Từ năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thay đổi cấu trúc đề thi và hình thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Học sinh cuối cấp cần phải chuẩn bị để sẵn sàng chinh phục kỳ thi với nhiều thay đổi sắp tới. Kỳ thi trung học phổ thông năm 2025 có những thay đổi đáng kể về phương án thi tốt nghiệp. Việc này vừa phù hợp với mục tiêu giảm áp lực, tiết kiệm thời gian chi phí kỳ thi, vừa nâng cao chất lượng phân loại đánh giá năng lực học sinh được chính xác hơn. Về thời gian, từ năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ rút ngắn thời gian tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ 4 buổi thi hiện nay xuống còn 3 buổi thi. Về môn thi, thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có 2 môn thi mang tính bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ trong đó môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Kỳ thi được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức chung đề, chung đợt thi cùng thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cấu trúc đề thi của các môn thi cũng được thay đổi khác so với các năm trước. Khác với dạng câu hỏi trắc nghiệm của các đề thi hiện nay, đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 sẽ xuất hiện thêm một số dạng thức câu hỏi mới nhằm tăng cường tính phân hóa của đề thi, tất cả các môn để đạt được các mục tiêu của kỳ thi như đã công bố trong phương án thi. Các thí sinh phải nắm rõ những thay đổi này để có sự chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi. Ngoài ra, việc nắm bắt những thông tin mới cũng giúp giảm bớt lo lắng và áp lực, từ đó có thể tập trung vào việc rèn luyện kiến thức và kỹ năng cần thiết. Về phương thức xét công nhận tốt nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp theo tỷ lệ phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo chung, ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, kế hoạch tổ chức thi, hướng dẫn tổ chức công tác thanh tra kiểm tra giám sát kỳ thi. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương. Phương án thi này được thực hiện từ năm 2025 trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030, kỳ thi giữ ổn định phương thức thi trên giấy. Giai đoạn sau năm 2030, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện, có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính. Khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm. Mục đích tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm đánh giá đúng kết quả học tập của người học theo mục tiêu và chuẩn cần đạt theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ. Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ 2025 là thông tin được các nhà trường, học sinh và phụ huynh mong đợi trong suốt thời gian qua, bởi năm 2025 là năm đầu tiên các học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 sẽ tốt nghiệp bậc trung học phổ thông. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có nhiều điểm khác biệt so với chương trình giáo dục phổ thông trước đó còn gọi là chương trình 2000 từ mục tiêu, quan điểm, phương pháp giáo dục, cơ cấu hệ thống cũng như các môn học đặc biệt là ở bậc trung học phổ thông. Cụ thể, trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo dục cơ bản kết thúc ở bậc trung học cơ sở, bậc trung học phổ thông là giai đoạn giáo dục hướng nghiệp. Do đó, học sinh bậc trung học phổ thông không bắt buộc phải học tất cả các môn học như chương trình cũ mà chỉ phải học bắt buộc 4 môn gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và lịch sử. Ngoài 4 môn học bắt buộc, học sinh được lựa chọn thêm một số môn học trong các môn còn lại. Do điều chỉnh trong chương trình học nên việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với học sinh học theo chương trình mới cũng cần có sự thay đổi phù hợp. Lựa chọn thi tốt nghiệp trung học phổ thông với 4 môn đang được nhiều ý kiến ủng hộ vì giảm áp lực cho thí sinh, gọn nhẹ trong tổ chức, nhiều giáo viên, học sinh mong sớm chốt phương án. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 dự kiến 4 môn thi, trong đó 2 môn toán và ngữ văn bắt buộc và 2 môn học sinh lựa chọn trong các môn ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ, giáo dục kinh tế và pháp luật. Như vậy số môn thi và việc học sinh biết trước môn thi hoàn toàn giống với thi trung học phổ thông cách đây hơn 40 năm. Tuy nhiên việc thi 4 môn năm 2025 có nhiều điểm mới, có 36 cách lựa chọn các môn thi thay vì 4 tổ hợp như trước đây và yêu cầu cần đạt là phẩm chất năng lực chứ không phải kiến thức, kỹ năng như trước. Vì vậy, cần thay đổi đồng bộ về giáo dục hướng nghiệp, quan điểm dạy và học tuyển sinh đại học ở tầm cao mới. Trước hết, chương trình giáo dục phổ thông 2018 có mục tiêu phát triển học sinh theo phẩm chất và năng lực. Giáo dục phổ thông chia làm hai giai đoạn: giáo dục cơ bản (tiểu học và trung học cơ sở) và định hướng nghề nghiệp (cấp trung học phổ thông). Ở cấp trung học phổ thông, học sinh được phân hóa theo năng khiếu, định hướng nghề nghiệp bằng hình thức tự chọn với nhiều tổ hợp. Ngoài 8 môn trên hoạt động giáo dục bắt buộc: Toán, Ngữ văn, ngoại ngữ, lịch sử, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục địa phương, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, học sinh được chọn thêm 4 môn trong số các môn địa lý, vật lý, hóa học, sinh học, tiên học, công nghệ, giáo dục kinh tế và pháp luật, mỹ thuật, âm nhạc. Điều này đòi hỏi các em phải biết khả năng, năng lực, năng khiếu, xu hướng nghề nghiệp trong tương lai để chọn các môn học và thi tốt nghiệp phù hợp nhất vì vậy công tác giáo dục trải nghiệm hướng nghiệp tư vấn tâm lý cho học sinh ở cấp trung học cơ sở trung học phổ thông ngày càng quan trọng bao gồm hướng học hướng nghiệp và giải quyết các vấn đề khó khăn của mỗi học sinh trong đó hướng giúp người học hình thành xây dựng phương pháp học tập và chọn các môn học ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông phù hợp nhất hướng nghiệp giúp người học có khả năng đánh giá bản thân để chọn ngành nghề phù hợp sau này như vậy dạy và học ở nhà trường ngày càng cá nhân hóa Thứ hai, cần khẳng định vai trò các môn học góp phần vào sự thành công của học sinh là như nhau, không có môn chính, môn phụ. Một số môn công cụ như là toán, văn, ngoại ngữ hay lịch sử có vai trò lớn trong giáo dục lòng yêu nước là những môn học bắt buộc. Tuy nhiên, thành công của nhiều học sinh khi ra đời có thể ở các môn học khác chứ không chỉ là môn học bắt buộc. Nhà trường cần chú trọng dạy và học các môn không bị coi trọng môn này, nhẹ môn kia. Thứ ba, tuyển sinh đại học từ năm 2025 phải thay đổi so với hiện nay, một mặt tăng cường thi đánh giá năng lực, mặt khác xây dựng các tổ hợp mới có các môn như tin học, công nghệ, giáo dục kinh tế và pháp luật hoặc tuyển sinh theo học bạ cần đánh giá toàn diện, ít nhất là kết quả của 4 hoặc 5 kỳ học trung học phổ thông. Các tổ hợp môn có ngoại ngữ hay lịch sử cần tăng chỉ tiêu, ưu tiên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Thứ tư, đổi mới giảng dạy, kiểm tra đánh giá các môn học quan điểm về học học không phải để đối phó thầy cô hay thi thi gì học nấy mà học để phát triển phẩm chất năng lực làm người cạnh tranh làm việc với trí tuệ nhân tạo môn ngoại ngữ có vai trò quan trọng trong hội nhập quốc tế để nước ta tham gia hiệu quả hơn chuỗi giá trị toàn cầu nên chú trọng phát triển cho học sinh cả bốn kỹ năng nghe nói đọc viết theo chuẩn kỹ năng sáu bậc của việt nam Chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn của Việt Nam cũng cần được ưu tiên trong tuyển sinh đại học như chứng chỉ quốc tế để việc dạy học ngoại ngữ ở trường phổ thông có thể cạnh tranh với các trung tâm dạy chứng chỉ quốc tế. Đổi mới mạnh mẽ dạy và học môn lịch sử, không chủ quan là môn học bắt buộc nên dạy thế nào học sinh cũng học. Thực tế có gần 40% thí sinh dự thi tốt nghiệp với mục đích xét tốt nghiệp, do đó các môn như công nghệ, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học cần thiết cho những học sinh tham gia học nghề hay trực tiếp lao động sau trung học phổ thông